Nãy giờ chúng ta đã đọc, chúng ta đã nghe cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cách đây mấy năm, có cái ông gọi là đạo diễn Mel Gibson, ông làm một cái bộ phim về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Và rồi nhiều người bảo ổng rằng là đầu tư một số tiền lớn mà để làm một cái bộ phim như vậy thì ngày hôm nay dễ bị lỗ lắm. Bởi vì ngày hôm nay người ta không có coi phim, mà đặc biệt là phim đạo, mà đặc biệt hơn nữa là phim về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhưng mà không ngờ rằng là sau khi cái bộ phim của Mel Gibson khởi chiếu thì cái doanh thu rất là lớn, bởi vì nhiều người đi coi đó. Và khi xem cái bộ phim đó, nhiều người đã khóc. Và thường thì những cái phim khác người ta coi, người ta đi về, người ta sẽ sầm sì hoặc là ồn ào, tại vì cái bầu khí trong rạp hát mà. Nhưng mà đặc biệt cái bộ phim mà về cuộc thương khó của Chúa Giêsu mà Mel Gibson làm đó, nó đã để lại trong lòng khán giả một cái bầu khí lắng đọng, một cái bầu khí suy nghĩ. Để rồi khi mà kết thúc bộ phim, mọi người ra về trong lặng lẽ. Bởi vì trong cái bộ phim đó, dường như không phải là phim, nhưng mà là đi lại cái hành trình thương khó của Chúa. Chúng ta đọc thoáng qua, và nhiều lần chúng ta đi chặt đàn thánh giá, chúng ta ít nhiều gì đó cũng cảm nhận được cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nhưng mà cũng đôi khi chúng ta đi cái chặt đàn thánh giá mà giống như là chúng ta đi cho có, cũng giống như ca đoàn hay hát lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mà áo gai nào hằn in trên trán, xin cho con được chết với Ngài để con được sống với Ngài. Nhưng mà thử hỏi, trở về với cuộc đời mình, có vác thập giá, mình có chịu đóng đinh tính xác thịt của mình vào thánh giá Chúa hay không, hay chỉ là mình hát ở trên cái miệng của mình? Cái cuộc thương khó này chúng ta nghe lại không phải là nghe một câu chuyện cho bằng, là một cái tâm tình gửi đến cho chúng ta một cái sự suy niệm, một cái sự chiêm niệm ở bên trong, để chúng ta nhìn lại toàn bộ cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta xem ra phải nói rằng là nó rất là hấp dẫn. Không phải hấp dẫn như là một vở kịch, nhưng mà là hấp dẫn của một cái cuộc thương khó, mà là trong đó chúng ta khám phá ra những cái khuôn mặt trong cuộc thương khó. Đầu tiên chúng ta nhớ lại đi, Phi-la-tô biết chắc rằng Chúa Giêsu vô tội, nhưng mà vì hèn nhát, Phi-la-tô đã rửa tay, coi như là mình là người vô tội trong vụ án của Chúa Giêsu. Nhưng mà chính Phi-la-tô là cái người độc ác, đã vô cảm trước một con người vô tội như vậy. Và khi nhìn thấy Phi-la-tô,
chúng ta lại soi mình trong gương, soi mình ở trong cái đời sống đức tin và soi mình vào cái lương tâm. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã biết bao nhiêu lần rửa tay trước những cái sự bất công. Chúng ta thấy người này người kia bị sự ép, nhưng chúng ta vô cảm. Chúng ta thấy người này bị người kia bị gọi là o ép, nhưng mà rồi rửa tay. Đặc biệt nhiều quan quyền ngày hôm nay cũng vậy, có chức có quyền, người ta rửa tay trước sự đổ máu của người vô tội. Một Phi-la-tô còn đó, của một con người hèn nhát. Và đặc biệt có một người rất đặc biệt. Ai? Ai đặc biệt? Ai đặc biệt? Herode. Herode cũng đặc biệt. Nhưng mà có một người đặc biệt, phải nói rằng là đó là cái nhân vật gần như là nhân vật chính trong vụ án của Chúa Giêsu. Đó là ai? Không, nhân vật nào quan trọng đưa Chúa Giêsu đến cái chết? Cái nhân vật nào mà đẩy Chúa Giêsu đến cái chết? Giuđa. Một người môn đệ thân tín của mình, của thầy. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ với 30 đồng bạc thôi, 30 đồng bạc và với cái nụ hôn cay nghiệt, Giuđa đã bán đứng thầy của mình. Và nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng giống như một Giuđa. Chúng ta bán chồng mình, chúng ta bán vợ mình, chúng ta bán con mình, chúng ta bán anh chị em bố mẹ của mình với cái giá rẻ mạt. Bởi vì cái sự ích kỷ, chúng ta đã bán đứng tất cả những người đó với cái nụ hôn cay nghiệt. Nụ hôn nó diễn tả cái tình thương, tình yêu. Nhưng mà nụ hôn của Giuđa nó diễn tả cái sự ác độc của Giuđa với thầy của mình. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, bên ngoài chúng ta cũng nói lời yêu thương với anh chị em, với vợ, với chồng. Nhưng mà cái lời yêu thương đó, nó là chất chứa cái sự phản nghịch, cái sự phản bội như Giuđa. Nụ hôn lẽ ra diễn tả cái tình yêu thương, nhưng mà cái nụ hôn của Giuđa quá ác. Và đôi khi chúng ta cũng đối xử với người thân của chúng ta như vậy, bằng những lời ngọt ngào, bằng những lời yêu thương. Nhưng mà bên dưới của những cái lời ngọt ngào yêu thương, và thậm chí cái nụ hôn đó, là sự phản bội với anh chị em đồng loại của chúng ta. Và thiếu sót trong vụ án của Chúa Giêsu, nếu không nói đến đâu, không nói đến ai? Nếu mà nói đến cái vụ án của Chúa Giêsu đó, mà không nhắc đến cái hình ảnh của những con người đó, thì là thiếu. Đó là ai? Đó là cái đám đông dân chúng. Hồi trước có một thời gian đi tham gia ca đoàn, chuẩn bị cho ngày lễ lá, ca đoàn phải tập hát cái bài một khúc, chứ không phải là một bài, một khúc. Đóng đinh nó vào thập giá. Khi mà được hỏi về cái chết của Chúa Giêsu, về cái sự ác của Chúa Giêsu, đám đông dân chúng hô rất là to, đóng đinh nó
Nếu mà chúng ta đọc bài đọc dài thì mới thấy bài đọc ngắn nó bị cắt đi cái phần này. Ở cái bài đọc dài, chúng ta thấy được nhất chúng hùng hổ đóng đinh nó vào thập giá. Mà thực chất ra trong cái đám đông đó, cái đám đông hô to đó, có những người chẳng dính dáng gì với Chúa Giêsu cả, nhưng mà chỉ vì tâm lý đám đông họ hùa theo đóng đinh Chúa vào thập giá. Và nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng giống như cái đám đông trong cái vụ án của Chúa Giêsu. Có những người không dính dáng gì tới mình hết á, nhưng mà thấy nghe người khác nói đóng đinh là mình cũng hô đóng đinh. Trong tập thể, trong cộng đoàn, trong giáo xứ chúng ta cũng vậy. Có những người chúng ta không ưa, hoặc có những người chúng ta không dính dáng gì, nhưng mà khi nghe nói tới, nói xấu họ, là chúng ta đồng lõa đi nói xấu họ. Bữa mai có chia sẻ đó, mà nghe nói một số gia rai chúng ta khi mà không đến nhà thờ thì đi lên núi đi làm ăn, mấy tuần không tới nhà thờ là sau đó mặc cảm không tới nữa. Bởi vì cái đám đông ở nhà nó thấy cái người đó không tới nhà thờ là nó ném đá. Mình đừng có làm như vậy, bởi vì cuộc sống ai cũng phải lam lũ. Như cái ông Maki, ông từng trước gọi ông có đi cầm sang không? Mình đi lên núi rồi, mình đi rẫy rồi. Nghe thấy thương lắm chứ. Mỗi người có công việc, và vì thế mình phải hiểu cho người khác, và mình đừng ném đá người khác. Đấy, mà chỉ gợi lên ba hình ảnh thôi: Judas, Philato và cái đám đông. Mà trong đó chắc chắn cũng có môn đệ của Chúa Giêsu đó. Bởi vì khi chúng ta thấy dưới chân cây thập giá chỉ còn ai? Mẹ Maria. Có mình mẹ Maria. Ai nữa? Anh gió ác. Có mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu thôi. Còn tất cả các môn đệ kia đi đâu? Và cái đám đông kia nó đã làm gì trước cái vụ án của Chúa Giêsu? Cái đám đông đó đã từng nhận ơn, đã từng nhận cái phép lạ phá bánh ra nhiều. Cái đám đông đó chắc chắn là có những người được chữa lành. Nhưng mà tới lúc đóng đinh và ném đá là ném đá thôi, chứ không có ngần ngại. Chúng ta có thể là cái đám đông đó đó. Miệng thì vẫn tin Chúa, vẫn tôn thờ Chúa, nhưng mà lòng thì chúng ta xa Chúa bằng cách chúng ta ném đá, hô to lắm, đóng đinh, đóng đinh, đóng đinh. Khi mà chúng ta đóng đinh anh chị em chúng ta, khi mà chúng ta kết án anh chị em chúng ta, là chính lúc đó chúng ta lại một lần nữa kết án Chúa Giêsu. Bài thương khó của Chúa Giêsu rất hay, phải nói rằng rất ý nghĩa, rất lắng động, để chúng ta đặt niềm tin của chúng ta. Chúng ta coi lại cái đời sống đức tin của chúng ta với Chúa như thế nào. Chúng ta là ai trong cái vụ án của Giêsu? Chúng ta là người nào trước cái chết của Chúa Giêsu? Chúng ta được mời gọi bước vào tuần thánh với vụ án của Chúa Giêsu, để chúng ta nhìn lại cái đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta soi chiếu cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cân chỉnh cuộc đời của chúng ta, để chúng ta đừng sát hại Chúa Giêsu thêm lần nào nữa hết trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu đã chết một cách nhục nhã và đau thương, cũng vì sự vô cảm của con người. Ngày hôm nay con người vô cảm nhiều lắm, và đôi khi chúng ta cũng vô cảm. Chúng ta vô cảm trước anh chị em của chúng ta. Xin Chúa thêm ơn để mỗi người chúng ta trong cái tuần thánh này
chúng ta lắng đọng tâm hồn để chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, đặc biệt rằng là cân chỉnh cuộc đời của mỗi người chúng ta.